Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khai thị nhân ngày lễ tắm Phật. Giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự bất đồng về ngày đản sanh của Đức Phật. Tuy nhiên, bất luận ngày nào, chỉ cần mọi người thành kính tưởng nhớ, trang nghiêm lễ bái thì ngày đó chính là ngày Đức Phật đản sanh. Bởi lẽ, Pháp vô định Pháp. Cho nên, dẫu có nghiên cứu riêng về một vấn đề này đến tóc bạc, mắt lòa, cũng vẫn không tìm ra được một đáp án đúng đắn. Chỉ lãng phí thì giờ quý báu, như thế thì đáng tiếc biết bao. Theo đạo Phật, mỗi người nói chung đều có chỗ chấp trước câu nể. Người thì chấp trước Phật giáo Ấn Độ, kẻ thì chấp trước Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Trung Hoa hoặc Phật giáo Nhật Bản, vân vân. Chính vì sự chấp trước và quan điểm bất đồng đã khiến cho Phật giáo trở thành có giới hạn, có ranh giới và gây nên sự chia rẽ trong Phật giáo. Thật ra, Phật giáo vô lượng, vô biên, không hề có một phạm vi nhất định. Do đó, tôi trước sau vẫn chủ trương là không nên vạch ranh giới cho Phật giáo, mà trái lại tất cả phải đoàn kết nhất trí, thế giới một nhà mới đúng. Tôi vẫn thường nói, Phật giáo mà tôi giảng thì không phải là Phật giáo Ấn Độ, cũng chẳng là Phật giáo Trung Hoa, mà chính là thứ Phật giáo tận hư không biến Pháp giới. Nói rõ hơn, thì không có Phật giáo nào có quốc tịch, không có Phật giáo nào có chủng tộc, và cũng không có thứ Phật giáo phân chia nhân ngã hay mình người. Không phải chỉ có kẻ tín ngưỡng Phật giáo mới là đệ tử Phật, mà ngay cả những người không tín ngưỡng Phật giáo cũng là đệ tử của Phật. Vì sao? Là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rằng, nhất thiết chúng sinh, giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều được thành Phật. Điều này chứng tỏ rằng, người tin Phật là chúng sinh, mà người không tin Phật cũng là chúng sinh. Có người nói, tôi không phải là chúng sinh. Thế thì thử hỏi, bạn không phải là chúng sinh, vậy thì bạn là gì? Có người lại cả quyết, tôi tên là Thiên, tức là trời, vậy thì tôi là trời. Bạn nên biết rằng, trời cũng là một chúng sinh. Cũng có người nói, tôi tên là Địa, tức là đất, vậy thì tôi là đất. Bạn nên nhớ rằng, đất cũng là chúng sinh, và cũng không vượt ra ngoài vòng chúng sinh. Tận cùng cõi hư không và khắp cả Pháp giới đều là nơi cư ngụ của chúng sinh. Trong 10 Pháp giới chỉ có Phật Pháp giới là vượt ra ngoài vòng chúng sinh, kỳ dư 9 Pháp giới còn lại. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục đều thuộc trong vòng chúng sinh, nên đều được gọi là chúng sinh. Chúng ta đều là chúng sinh, thế thì nếu tôi xem những kẻ không tin theo đạo Phật cũng thuộc về Phật giáo, thì có gì là không công bằng chứ? Đây chính là tánh cách toàn thể đại dụng của Phật giáo. Đức Phật dạy rằng, nhất thiết chúng sinh giai khả thành Phật, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Dù các bạn có tin theo Phật giáo hay không, trong tương lai tất cả các bạn đều sẽ thành Phật. Vì sao? Vì các bạn chạy không khỏi cái vòng chúng sinh. Người nào hiện tại không tin Phật thì tương lai sẽ tin Phật. Đời này không tin Phật thì đời sau có thể tin Phật. Nói tóm lại là mọi người rồi sẽ tin Phật, do đó mà tất cả chúng sinh đều được xem như đệ tử của Phật. Hiện nay, có tôn giáo không giảng đạo lý, cứ quả quyết rằng chỉ có một vị thần độc nhất vô nhị có thể làm chủ tể thế giới, sáng tạo thế giới và khống chế vũ trụ mà thôi. Con người thì không có tư cách làm thần, mà chỉ có thể làm nô lệ cho thần và chịu sự chi phối của thần. Thứ lý luận này rất tương phản với tông chỉ của Phật giáo. Theo tông chỉ của Phật giáo, thì ai ai cũng có thể thành Phật được cả. Các chúng sinh đời hiện tại chính là cha mẹ của chúng ta trong đời quá khứ, và là những vị Phật trong tương lai. Nếu chúng ta sanh lòng sân hận đối với chúng sinh, thì cũng như sân hận với cha mẹ mình và chư Phật. Và như thế tức là chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu, đại nghịch. Do vậy, đối với chúng sinh thì chúng ta cần phải từ bi kính trọng. Giữa người với người thì nên đối đãi một cách chân thành và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chứ đừng chướng ngại đố kỵ nhau, đó là điểm vĩ đại nhất của đạo Phật. Hôm nay các bạn đến Vạn Phật Thánh Thành tham gia lễ tắm Phật, thì tôi xem như các bạn là đệ tử của Phật, mà không cần biết các bạn có tin Phật hay không, có tắm Phật hay không. Người tín ngưỡng Thiên Chúa tôi cũng kể như đệ tử của Phật, người tín ngưỡng Giê-xu tôi cũng coi là đệ tử của Phật. Ngay cả những người tín ngưỡng do Thái giáo hoặc Hồi giáo vân vân, tôi cũng đều xem họ như đệ tử của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề xem các bạn là người ngoài đối với Phật giáo. Tất cả mọi người đều là một nhà, cùng chung một gia đình, không phân biệt người này, kẻ nọ. Các bạn xem, Phật giáo hoàn toàn không có tư tưởng bài xích tôn giáo khác. Thật là vĩ đại biết bao. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 5 năm 1983. Hãy subscribe cho kênh Nhân Quả Luân Hồi.